hướng dẫn chi tiết cách để bạn có thể lấy được món vũ khí mỏ neo cá mập trong rụt lóc lóc phút chưa tới 1 phút luôn nha. Rất là dễ hiểu luôn đó. Cùng mình xem qua ngay nha. Đầu tiên thì các bạn cần phải tới hòn đảo mới nằm ở Shiba. Tại đây thì các bạn đi theo mình tới gặp NPC Shark Hunter để nhận nhiệm vụ. Các bạn sẽ phải làm từng nhiệm vụ theo thứ tự. Nhiệm vụ thứ nhất, các bạn cần hai nguyên liệu là hai chiếc găng từ hai loại cá mập, chính là cá mập thường và cá mập boss, cho các bạn dễ hiểu nha. Cá mập thường thì các bạn chỉ cần đi ra ngoài biển thì sẽ gặp rất nhiều, còn cá mập boss thì các bạn phải đi xa ra tầm level 4 trở lên. Nhiệm vụ thứ hai, các bạn cần 4 nguyên liệu chính là mắt cá mập, găng cá mập boss, vàng và găng cá mập nhỏ. Mắt cá mập thì các bạn đánh cá mập boss thì sẽ rơi ra, còn vàng thì các bạn đánh thiệt ma sẽ rơi ra vàng. Nhiệm vụ thứ ba cần 4 nguyên liệu: mắt cá mập, cánh cá điện, vàng và găng cá mập nhỏ. Cánh cá điện thì khi các bạn ra vùng biển nguy hiểm sẽ gặp loài cá mang tên là piranha, sau khi đánh xong thì sẽ rơi ra vật phẩm này cho bạn. Xong nhiệm vụ thứ ba thì các bạn sẽ được một cái mỏ neo nhỏ. Lúc này các bạn chỉ cần đánh cá mập boss thì sẽ có cơ hội rơi ra món vũ khí mỏ neo nha. Lưu ý, để tìm cá mập boss thì các bạn cần phải di chuyển ra xa ở level 4 trở lên.